Đô thị loại 5 chính là trung tâm hành chính của các huyện thị xã nên có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của cấp huyện. Tuy nhiên, một số đô thị chưa được quan tâm đúng mức về cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến sinh hoạt cộng đồng và một số dịch vụ khác của người dân nơi đây. Thị trấn Ân Thi có 7 nhà văn hóa thôn và khu phố, thì có tới 3 nhà văn hóa là nhà văn hóa thôn quanh, nhà văn hóa khu phố Phạm Ngũ Lão và Phạm Huy Thông xây dựng gần 30 năm nay nên xuống cấp nghiêm trọng. Cá biệt có nhà văn hóa còn không có tường rào, ảnh hưởng đến các hoạt động trong sinh hoạt của chi bộ, các cuộc họp dân quân chính cũng như văn hóa văn nghệ. Theo lãnh đạo thôn, một số cuộc họp của thôn đã phải dừng lại do trời mưa bị dột trong nhà. Nhiều các cái sự kiện, ví dụ các cái câu lạc bộ hoạt động của người cao tuổi, rồi liên thế hệ, rồi các cái tổ văn nghệ, thể thao là chúng tôi có muốn làm thì do cái điều kiện nó xuống cấp này cũng phải đình chỉ, thậm chí còn là hoạt động ở chỗ khác. Thế cho nên là nhân đây thì tôi cũng kính mong các cấp chính quyền từ cấp xã lên cấp tỉnh của Hưng Yên tạo điều kiện đầu tư cho chúng tôi xây dựng mới cái nhà văn hóa để sinh hoạt cộng đồng do cái phong trào nhu cầu hoạt động của nhân dân bây giờ rất là cao. Trường mầm non thị trấn Ân Thi hiện nay có hơn 400 học sinh. Theo quy định thì trường phải có 18 phòng học và các phòng chức năng khác. Tuy nhiên hiện nay trường đang thiếu 4 phòng học và các phòng chức năng, phòng y tế, ngoại ngữ. Do vậy đã ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Vấn đề này đã được lãnh đạo nhà trường đề xuất, kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng, trong khi dân số cơ học của thị trấn thì không ngừng tăng lên. Các cái phòng chức năng, phòng y tế, phòng tin học, nói chung là các phòng chức năng vẫn đang còn thiếu, chưa đảm bảo theo quy định. Thế bên cạnh đấy thì đội ngũ giáo viên cũng còn thiếu so với quy định. Tuy nhiên thì trong những năm gần đây thì nhà trường cũng đã làm tờ trình để trình với lãnh đạo địa phương để từng bước quan tâm để đầu tư kinh phí để giúp cho nhà trường đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở vật chất cũng như là đồ dùng trang thiết bị để cho các cháu có một cái môi trường tốt nhất để chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục học sinh. Đến thời điểm này thì Ủy ban Nhân dân thị trấn thì chưa tiến hành được cái tổ chức đấu giá nguồn sử dụng đất để lấy nguồn kinh phí. Nguyên nhân do ở đây là một phần là do cái công tác giải phóng mặt bằng, thứ hai là do luật đất đai năm 2024 thay đổi cũng ảnh hưởng đến cái tiến độ về giải phóng mặt bằng và ảnh hưởng đến cái công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Và trong thời gian tới thì Ủy ban Nhân dân thị trấn sẽ tập trung để hoàn thiện cái công tác là đấu giá quyền sử dụng đất để lấy nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng các cái nhà văn hóa, các cái thôn phố cũng như là xây dựng trường mầm non để là nâng cao và hoàn thiện các cái tiêu chí đô thị loại 5. Bên cạnh đó thì Ủy ban Nhân dân thị trấn cũng đề nghị các cấp là quan tâm hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng các cái nhà văn hóa cũng như các cái điểm trường học, đặc biệt là trường mầm non để đáp ứng cái tiêu chí xây dựng đô thị loại 5.